Dạ. Takagi của đội hiến binh đã xông vào rồi. Ông chủ lương, anh Takagi xông vào nhà dân có gì chỉ dạy chứ? Tôi nghi ngờ thuộc hạ của ông tiến hành hoạt động phi pháp. Hoạt động phi pháp sao? Điền Tam Lâm, lần này chuyển hàng tới đâu, vận chuyển làm gì? Chỗ cũ, địa điểm cũ. Chỉ vậy thôi. Bắt đi. Anh dựa vào cái gì mà xông vào nhà tôi? Còn dẫn người của tôi đi hả? Tôi nghi ngờ hàng lần này có liên quan tới đảng địa hạ. Đảng địa hạ sao? Không thể nào. Sao có thể chứ? Mời. Không sao đâu ông chủ. Dù sao chúng ta cũng không có làm. Tôi đi nói rõ ràng với anh ta là được. Đi đi, đi thôi. Anh Điền, lần trước anh hỏi tôi đội tóc cô là nơi làm việc gì. Hôm nay anh có cơ hội nhìn cho thật kỹ rồi. Cái này tôi đều thấy rồi. Trước đây ban chúng tôi dùng mấy cái này để tra tấn người khác. Trước đây có kẻ nào phản bội đều dùng mấy cái này. Qua đây, ngồi xuống. Chuyện này nếu anh thành thật khai báo thì ngày hôm nay không cần tới mấy thứ này đâu. Anh có hiểu không? Không không không. Anh kêu tôi khai cái gì thì tôi khai cái đó. Chúng ta không cần dùng mấy cái này. Lần trước khi anh vận chuyển hàng không đi đường trước đây mà đi về phía nam trước. Tại sao lại như vậy chứ? Phía nam, đường phía nam bằng phẳng dễ đi mà. Vào ngày thứ hai sau khi anh xuất phát, cảng gác của hoàng quân bị tấn công. Tấn công hoàng quân. Ai thế? Bác Lộ. Bác Lộ. Bác Lộ là ai vậy? Anh đừng có giả vờ ngốc với tôi. Tôi nghi ngờ Bác Lộ tấn công cảng gác có liên quan tới lô hàng mà anh vận chuyển. Suy đoán từ vấn đề thời gian thì không có chuyện trùng hợp ở đây. Chúng ta không thể nói đùa như vậy được. Tôi nói cho anh nghe Bác Lộ gì gì đó kia, tôi thề tôi không có bất cứ quan hệ gì với họ hết. Tôi nói thật mà, chuyện này rất dễ điều tra. Hôm đó chúng chỉ tôi không đi tới trạm gác Tiểu Liễu Trang. Anh đi hỏi hoàng quân ở trạm gác đó thử xem. Chẳng phải chuyện này đã rõ ràng rồi hay sao? Anh chắc chắn như vậy. Nhất định đã biết hoàng quân của trạm gác Tiểu Liễu Trang đã bị giết hết sạch rồi. Toàn bộ bị giết sao? Toàn bộ luôn hả? Ai mà lại to gan như vậy chứ? Tôi điều tra ghi chép ra khỏi thành của Bắc Bình. Trong cái số hàng anh vận chuyển có một cổ quan tài và mấy người không phải thuộc hạ của anh. Có đúng không? Họ làm việc cho đảng đại hạ phải không? Không phải, tôi thật sự không biết. Đảng địa hạ mà anh nói là gì? Tôi nói anh nghe, có quan tài. Thật sự là có quan tài. Đó là do lúc đi, trong ngõ có vài người bán thuốc. Họ kêu tôi mang hộ quan tài ra ngoài. Tôi thấy đúng là tiện đường, cho nên tranh thủ kiếm thêm chút tiền thôi. Thật sự là như vậy mà. Nếu không thì do họ lừa tôi thôi. Anh không nói thật. Tôi nói thật mà. Tôi thề với danh dự của quan lão gia. Lời nói của tôi đều là sự thật hết. Anh muốn kiểm tra tính kiên nhẫn của tôi hay sao chứ?
Nhảy đi, nhảy đi, mau nhảy đi. Lại thua rồi, uống tiếp, uống tiếp. Chào mừng quý khách. Cha, Điền Tam Lâm đã bị người Nhật bắt đi rồi. Cha không nghĩ cách cứu họ đi. Nếu cậu ta không làm gì thì người Nhật chắc chắn sẽ thả cậu ta ra. Còn nếu như cậu ta làm điều gì khuất tất thì ta cũng hết cách rồi. Để bà cậu ta đi. Còn phòng bao không? Thật sự xin lỗi, hôm nay phòng bao tầng 2 đã hết rồi. Mời hai vị qua bên này. Cởi gì? Con không cởi đâu. Người Nhật kia là ai thế? Sao lại trông cao lớn như vậy chứ? Uống, uống tiếp đi. Anh ấy là sư phụ Kenji của quán, đầu bếp được yêu thích nhất của quán chúng tôi. Sao thế? Ăn gì nào? Gì cũng được, dù sao món Nhật đều khó ăn như nhau. Hai phần giống như cũ đi. Xin đợi một lát ạ. Tôi thật sự ghét làm mấy cái việc bẩn như này. Nó sẽ khiến cho tôi trở nên rất thô lỗ. Anh Điền à, anh Điền, anh giúp tôi một tay được không? Giúp, giúp, giúp chuyện gì cũng được. Vậy anh nói cho tôi biết, cái đám người kia tên là gì chứ? Sống ở đâu? Họ làm gì? Tôi thật sự chỉ biết họ là người bán thuốc trong ngõ thôi. Ngõ nào? Người ta kêu tôi chở quan tài đi. Tôi đâu có hỏi người ta ở ngõ nào đâu chứ. Đừng mà. Đừng mà. Cái này không được chạm vào mặt. Tôi còn chưa cưới vợ nữa. Nếu anh làm bỏng mặt của tôi thì coi như nửa đời sau của tôi bị quỷ rồi. Anh thật sự phải nghe tôi nói đã. Tôi dẫn anh tới ngõ đó tìm kiếm là được rồi chứ gì. Bắc Bình có mấy nghìn con ngõ, anh tìm thế nào được? Anh muốn chơi tôi hay sao? Không có. Anh nghe tôi nói đã. Anh nghe tôi nói đi. Anh không tìm hắn thì tôi cũng phải đi tìm hắn chứ. Tôi có nhiều anh em lắm. Ngày nào cũng lật tung các con ngõ ở Bắc Bình lên. Sớm muộn gì cũng có thể tìm được hắn mà. Anh cứ tin tôi. Anh ở chỗ nào của Nhật Bản vậy? Sao không làm bọn giặc cầm súng chứ? Tiểu thư à, tôi là người đường cổ Thiên Tân. Thiên Tân sao? Đây chẳng phải là ông chủ Lương hay sao? Sở trưởng, lâu quá rồi không gặp, chi bằng chúng ta uống một chén nha. Uống một chén, một chén. Được rồi, được rồi. Tôi đang chuẩn bị tới chào ông đây. Hôm nay chúng ta uống say nha. Được rồi, được rồi. Bên này, xin mời, xin mời. Tôi thấy anh giống hệt với bọn giặc. Tôi còn tưởng anh là bọn giặc nữa. Tiểu thư, ở nhà hàng Fukuya, đừng nói chuyện với tôi bằng giọng này chứ. Nói anh là bọn giặc thì sao? Anh còn đáng ghét hơn cả bọn giặc nữa. Đồ hắn gian thối tha. Nếu cô có thái độ như vậy thì tôi từ chối phục vụ cho cô đó. Giờ mời cô ra khỏi nhà hàng đi. Anh dám hả? Anh đường đường là người Trung Quốc, cả ngày phục vụ cho người Nhật. Lấy lòng người Nhật, anh có phải là do cha mẹ người Trung sinh ra hay không vậy? Dạ thưa cô, đừng có tưởng chỉ có một mình cô có cảm giác chính nghĩa nha. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể kêu người Nhật bên cạnh bắt cô lại. Anh Kenji, chúng tôi phải đi rồi. Lần sau mời anh tới quân đội của tôi. Tôi tin binh sĩ của tôi thích ăn món anh nấu hơn. Chắc chắn họ sẽ tăng thêm sĩ khí. Anh dũng chiến đấu. Được được, đi thông thả nha. Gặp lại anh sau. Đồ hán gian khốn kiếp. Thưa cô, tôi đang dùng dao đấy. Đừng có ép tôi. Tôi dùng dao vô cùng nhanh. Cô đừng có thách thức tôi. Ai sợ ai chứ?
Anh Điền, nói như vậy anh vẫn muốn hợp tác với Hoàng Quân? Đồng ý, đương nhiên đồng ý rồi. Anh biết không, Lương Văn Sơn có tiền tài thế lực vô cùng đó. Ông ta có rất nhiều mối quan hệ trong cấp cao Hoàng Quân. Nói thật, tôi cũng không muốn dây dưa tới ông ta, nhưng mà tôi thấy rất kỳ lạ. Tại sao sau khi anh bị tôi mời tới đây mà không nhận được điện thoại, cũng không có người của bang tới đội thoát cô thăm hỏi anh chứ? Anh đây có ý gì chứ? Chẳng phải là anh là thuộc hạ đắc lực của Lương Văn Sơn sao? Anh phụ trách toàn bộ đường vận chuyển mà. Tại sao ông ta không phải người tới cứu anh đi? Sao mà tôi biết được chuyện này? Lời đề nghị lần trước vẫn có hiệu lực. Mong anh trao đổi lại với Lương tiên sinh giúp tôi. Tôi rất hy vọng có thể thấy được thành ý của anh đó. Tôi chắc chắn nói lại với Lương tiên sinh. Đi thôi. Vậy tôi có thể đi rồi sao? Nếu anh muốn ở lại vài đêm thì tôi cũng rất hoan nghênh anh. Không, khoan đã. Nhớ rõ lời đề nghị của tôi đó. Chắc chắn tôi nhớ rõ mà. Không cần tiễn tôi. Không cần tiễn. Dừng bước. Anh muốn chết hay sao vậy? Đảng địa hại là cái gì chứ? Dính vào là chết đó. Anh lấy tính mạng của cả nhà tôi để vào trong biển lửa rồi đó. Được rồi, tôi đang tìm ai đó để dạy dò tôi tới chết đây. Lần này về vẫn bị đánh, tôi thật sự không dính dáng gì tới đảng địa hạ kia. Nếu như tôi dính dáng tới đảng địa hạ thì họ có thể thả tôi ra hay không? Không dính dáng mới lạ. Nếu không có tin tức gì, sao Takaki lại xông vào nhà tôi? Nói đi, có phải là anh đã nói dối tôi chuyến đi này hay không? Tôi nói dối hay không thì ông có thể hỏi các anh em mà. Thật ra tới đó dạy dò tôi đã đủ quá rồi. Sau này tôi mới biết, người ta chỉ ra qua với chúng ta bắt tôi chuyển lời lại thôi. Nói sau này muốn hợp tác với ông đó. Dù sao đi rồi, người ta vừa đánh vừa hỏi tôi, có phải là nhóm các ông rất lợi hại ở Bắc Bình hay không? Cái gì mà có liên quan tới quân đội này, bộ chính trị tự trị này? Dù thế nào cũng không ai xin cho anh, cũng không ai tới cứu anh. Thật sự nói tới nỗi mặt của tôi không biết giấu đi đâu. Được rồi, tôi suy nghĩ không chu đáo. Cậu ra ngoài đi, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Điền đại ca, đợi đã. Sao anh được thả rồi hả? Cô có ý gì đây? Nghe cảm giác như vậy rất đáng tiếc đúng hay không? Tôi nên bị người Nhật đánh chết mới phải chứ. Nói cái gì vậy? Dù anh có chết hay là không cũng không liên quan tới tôi, nhưng mà anh đừng có chết thì tốt hơn. Có câu này của cô thì tôi thấy thỏa mãn lắm rồi. Anh đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi theo. Hiếm khi cũng muốn đi cùng với tôi. Anh bị người Nhật bắt đi mà, chứng tỏ anh cũng không xấu như vậy. Anh quen biết với đảng địa hạ thật sao? Họ trông như thế nào chứ? Anh nói với tôi một chút đi. Được rồi, tôi xui xẻo 8 đời mới có quan hệ với họ đó. Đừng có nhắc tới chuyện này nha. Vì chuyện này mà cha của cô trở mặt với tôi. Đã trở mặt thành thế nào rồi? Nghiêm trọng vậy sao? Cô đi hỏi ông ấy đi. Dạ, chúng ta phải có dự định từ sớm. Theo tôi thấy, tên nhóc này không phải là kẻ cam tâm làm thuộc hạ của người khác. Để hắn đủ lòng đủ cánh, chúng ta lại ra tay. Sợ rằng đã muộn rồi. Tam Lâm, đừng trách tôi độc ác với cậu đó. Ai kêu cậu dính vào đảng địa hạ làm gì?
gia. Ý của ông là chẳng phải lúc nãy đánh cậu ta hay sao? Cậu truyền lời cho cậu ta, nói là tôi thấy không thoải mái trong lòng, chuẩn bị mở yến tiệc khoản đãi cho cậu ta. Tôi hiểu, tôi sẽ đi làm ngay.